hôm nay mình sẽ decor căn nhà 9K của mình thành một ngôi nhà mùa đông ấm áp. Làm cây thông màu vàng cho nó hợp tông với ngôi nhà, với lại nó cũng rẻ hơn nữa.늦은 밤 술에 취한 네 목소리 뭔가 슬픈 일이 있었나 봐 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜다면 내게 위로해달라는 너 한명의 바보 떠나지도 다가가지도 못하고 그를 바라보는 널 바라보며 내 자신의 달래 눈물이 고여 Cause you're so beautiful to me 결국에 우리 친구라 아이야이야 네가 그저 꿈이라면 예쁘고 슬픈 꿈이랄 텐데 I'm talking about you and me 한발 다가서려 하면 넌 그 사람 손을 잡고 멀어
거죠. 굳이 그렇게 손 긋지 말지. 의지 두고 있던 사람 민망하게 쓸데없이 예쁘지 말지. 매일 밤 내적 갈등에 심각하게. 흔들리는 나를 덮치는 파도 살아간 게 죄라면 너는 감옥. 아무렇지 않은 척 맘을 속여 너 때문에 모든 일들이 꼬여. Cause you're so beautiful to me. 봐주겠니 멀어지는 손 네가 잡아준다면 세상 눈부실 텐데 Tôi xây xong hết, tôi mới thấy là thiếu mất cái nhà vệ sinh. Trời đất ơi, nên là tôi quyết định sẽ tháo cái nhà bếp lên. Thì xây cái chỗ này làm 2 tầng, ở dưới là nhà vệ sinh, cả ở trên là phòng bếp. Chuyên gia canh hụt luôn á trời. Mấy cái cục gỗ này mọi người có thể mua bằng cái cục cùng màu cho nó đẹp luôn nha. Tại lúc đó là tôi có gì tôi dùng tạm á. Và cuối cùng thì cũng xong rồi nè. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nha. Ở phía bên này thì đó chính là một cái phòng khách. Ở chính giữa thì tại vì nó hơi trống nên là tôi đặt tạm như đó là một cây đèn piano.
tại sao mà nè. Còn ở trên đây thì sẽ là phòng bếp. Còn cái góc bên đây thì dễ thương lắm nè. Trong đây thì đó là phòng ngủ, tôi đặt vô đó là một cái giường, bàn trang điểm với lại tủ quần áo thôi. Còn ở trên lầu thì sẽ là phòng làm việc. Căn nhà này thì tôi dùng chủ yếu là tông màu gỗ cho nó nhìn ấm cúng một chút. Và đó là toàn bộ căn nhà 9K của tôi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ nha. Bye bye.